trước thuê người thì có người có lính làm, giờ chủ luôn, kim luôn đó, chủ kim luôn, thu tiền dọn dẹp hốt rác đồ hết luôn. À, không phụ mà đứng quay không ạ? Xanh nó vô rồi. Này đổi cái nón màu trắng nha. Nón này hiệu New York. Để em khui đi chị, khui xong. Hết em khui thì muối trăm phần trăm. Chưa khui hết rồi, học bự nó nằm bên kia. Hết em cho đi mày đâu đi. Ba mươi cái khác liền tâm, cái khác liền gì ba ha, yên lòng. Ít muối chị cứ yên lòng đi hả? Nhưng mà chỉ gì nhậu cười của tôi, chị nói rồi. Hello, chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Lóc Phường Vlog nha. Hôm nay Phường ghé lại Sài Gòn Nguyễn Hữu Tôn Thanh ở địa chỉ 415 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 13, quận 10. Chia sẻ một bàn ảnh vừa Sài Gòn của Thanh cho cô chú anh chị xem nha. Hiện tại thì không thấy anh Thanh ở đây nha cô chú anh chị, có vợ anh Thanh ngồi vui Sài Gòn ha. À, mới vừa nhắc là có mặt liền, nãy giờ ở bên này ăn bún bò hả? Đó, Thành qua ghé qua đây ăn bún bò. Có hay chị khách tới mua nè. Chị có bàn điện thoại hay có bàn cái gì chị? Có bàn điện thoại hay tivi? Này có ri sáo nè cô chú anh chị. Đó, hôm bữa ghé quay không có ri sáo, này có ri sáo nè, có một ít sầu ri sáo. Ăn cái đầu ăn nguyên muối luôn đi. Ăn đại đi. Mua về cũng ăn mà, ăn nó đi, bảo đảm ngọt. Đó, vợ khui chồng đứng nè, chồng đứng xỉa răng. Này đứng hơi xa nha cô chú anh chị, ở trên này là vỏ sầu riêng với sầu riêng đang đánh chất đóng trên này luôn, không có đứng gần quay được, đứng hơi xa. Tiết Trung Thành anh có dọn ngồi đây không? Ra vào đây ngồi rộng rãi hơn. Hai chị này mua ăn tại chỗ luôn. Sáu lên đây luôn. Chở gì vậy? Đang dọn dọn chỗ ngoài đây. Thiếu gì? À, chồng này đang dọn nè. Xuống lao công rồi. Xuống lao công rồi thấy không? Hết ngồi khui sầu riêng rồi.
Hai đèn quá trời đèn luôn. Chạy đang nhiêu đèn á? 175 hả? Nè, bên bộ phận âm thanh ánh sáng bắt đầu lên đèn. Đầu tiên đi em. Ri với lại ri. Ri. 175 nghìn. 175 luôn. Nhất nhất rồi. Đi qua chia chuyển quầy xuống thành lao công. Cái gỗ thái qua đây đẹp nè. Hai chị đó đòi mua gì nữa kìa. Tôi sẽ được thái chưa xa chưa về nữa. Mua gì nữa. Quá trời mua. 225 à, hết tiền luôn. Đang do dự. Đang do dự. Nghĩa chắc lỗ ra lấy lỗ ra. Lấy rổ đựng vỏ. Quá trời luôn. Sáng giờ không hả? Ngày hôm qua chị ăn ngon cực kỳ luôn á. Mua hộp về hôm qua ăn ngon cực kỳ luôn. Khách vô. Có luôn. Rồi, đổi tay, sư phụ vô.
Thấy không? Nãy giờ kêu sức chiêu đi để bà ra bà lựa, bà thối tiền cho không chịu. À, đeo bao tay vô rồi, cô chú chị. Cái này của chị nha, 273 ngàn. Cái này nha chị. Chị lại em thấy cho này trước này, chị lại lâu nha. Thanh nó vô rồi. Này đổi cái nón màu trắng nha. Nón này hiệu New York. Để em khui đi chị, khui xong. Hết thêm mù thêm muối cho chị tâm. Chưa khui hết rồi, học bự nó nằm bên kia. Hết thêm cho đi mày tâm đi. Sao không yên cái khác gì tâm. Yên cái gì ba ha. Yên lòng. Ít muối chị cứ yên lòng đi hả. Nhưng mà chỉ ghi nhận cường của tôi. Chị nói rồi. Đêm chỉ quên ăn, ngày chỉ quên ngủ luôn. Vậy mà cho thêm, cho đủ 200. Sao vậy? Sao cường? Phải không? Cho thêm đầy hộp muối luôn rồi, chị yên lòng chưa? 200. Yên lòng. Dạ. Hai ký thôi. Ba ký cho nhiều muối. Chị đã lấy trái nhỏ hơn chút. Nãy anh Thành anh cần ba. Sao làm ba ký. Bây giờ không ai cái hào anh vô anh coi xuống xuống đi. Phụ luôn, phụ luôn. Đang học nghề lắm. Uống nào, uống nào. Đó, 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 không phải ốm cho anh sao chẳng ăn. Không phải ốm mà mỏng như vỏ đùi đi. Em chị đang qua đây. Dạ. Vậy là ăn hào phải mập lên hả? Ăn ngày hào đây là. Cũng Thanh cũng ốm nữa nè. Hôm nay tôi lên mấy ký rồi đó. Sau này sầu gì á? Sầu sầu Thái gì đây? Nhưng mà trồng tại Việt Nam. Giống Thái thôi chứ không phải trồng bên Thái. Chị nha, về nhớ coi nha. Yên lòng rồi, về đi, về yên lòng. Cười hoài. Ừ. Cười hoài. Cười hoài. Chảy máu á, chảy máu nào á. Trái sầu riêng hết rồi. Rồi, trái đó quá trời muối luôn nha. Có ai nữa, còn hết rồi hả? Rồi, ra dọn dẹp tiếp. Cái dọn dẹp tiếp. Phải hốt hết một đống vỏ này đi rồi mới dọn ra đây ngồi được. Quá trời luôn, sáng giờ bán nè. Quá trời vỏ luôn. Lúc trước tùy người thì có người có lính làm. Giờ chủ luôn, kim luôn. Đó, chủ kim luôn, thu tiền dọn dẹp hốt rác đồ hết luôn. À, không phụ mà đứng quay không hả? Cái vỏ này thấy vỏ thấy cũng nhiều quá ha, quá trời luôn. Sao không? Ta làm ăn chăm chỉ mà trên mạng có này nó nọ. Quay quay trước đi thấy con. Chừng nào có khách thì vô khui khui sầu riêng còn chưa chỉ cứ dọn suốt không biết ra quay ra nó đậu cốt. Ê, chắc là TV dọn cử tôi mới góp.
quay khui sầu thái không à cô chú chị. Thì sáu miền đông cơm của nó trắng chứ không có vàng, bao miền tây. Này qua giờ tới đây mua ăn sầu thái không? Trái này 200 ngàn. Bốn hồng. Hồng nào hồng nấy cũng chất lượng hết chứ. Chè muối luôn, trái này ngon quá. Thấy nó nứt nứt vậy chứ nó ngon sao? Nó phải nứt như vậy cơm nó mềm. Không có vô trong luôn. Chín lạng. Em thì em ăn thái nó ngon hơn, tùy khẩu vị, có người thích ăn ri sáo, người thích ăn thái. Sorry, Thành đứng anh nhìn, Thành đứng anh nhìn cười. Cô ăn thử đi, không ngọt không béo đổi cho chiếc khác. Sầu thái mỏng vỏ. Hôm qua giờ nhiều người ta mua sầu thái tàn. Cái gì đâu màu vàng chứ. Thái nó màu vậy á. Dạ. Chứ không có vàng như ri. Ăn thử đi chị, ngọt lắm. Nó không có vàng như ri. Thái làm sao mà vàng được như ri được. Không, đi miền đông nó cũng như vậy á chứ nó không có, nó ngọt nó béo lắm đâu mà lạc. Là chị không biết ăn sầu thái rồi đó. Phải thượng nghĩa hả? Thôi chị khoan đi đi. Thôi chị đổi đi đi. Rồi lựa đi. Rồi để ra rửa tới ri cô chú. Trái đó 235 ngàn. Đây ri miền đông. Trái nó hơi nhỏ. Nhỏ thì ít muối, ít tiền. 195 ngàn. YouTuber. Hả? Kênh Lan Thang Đường Phố hả? Dạ. Món ăn dặm hả? Món ăn dặm. Ẩm thực Sài Gòn. À, ẩm thực Sài Gòn. Hồi đó cô có ăn từ đây tới hay ăn ở bên Malai đó, ăn được bên Malai thì ở bên Malai là đủ rồi. Thì giờ mình vô một món nó có
nguyên muối luôn mày. Ok. Gửi tiền kìa, gửi tiền bà chủ kìa. Ngon hơn vậy, ăn ri ngon hơn. Trăm chín mươi lăm ngàn.